Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về fitness và lifestyle của Sinpha. Không biết đối với mọi người thì sao, còn đối với mình thì lưng là nhóm cơ yêu thích của mình trong mỗi tuần tập. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tập lưng chỉ với tạ đơn. Theo như mình thấy thì một tấm lưng to và đẹp sẽ giúp cho cánh đàn ông chúng ta phô diễn được cả sức mạnh lẫn ngoại hình. Nó có ảnh hưởng rất nhiều đến vóc dáng của chúng ta. Không phải tự nhiên mà con trai ai cũng muốn có một bộ lưng to hình chữ V như các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Sự nam tính, sức mạnh, mỹ lực đến từ một bộ lưng rộng là không thể nào chối cãi. Và mình nghĩ là dù là con trai hay con gái, ai cũng sẽ công nhận điều này. Và hôm nay thì sẽ giúp cho mọi người tập lưng không chỉ phát triển cơ bắp mà còn khỏe hơn nữa. Nhưng đặc biệt là ở một chỗ chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng tới tạ đơn mà thôi. Bình thường khi tập lưng, mình rất hay phối hợp những bài calisthenics cùng với những bài sử dụng tới xà. Những bài như kiểu kéo xa chẳng hạn là không bao giờ đủ với mình, vua của các bài tập lưng rồi còn gì nữa. Ngoài ra thì mình còn kết hợp sử dụng cả tạ đơn nữa. Như các bạn có thể thấy trong rất nhiều các video trước của mình, tạ đơn có thể được sử dụng theo rất nhiều cách linh hoạt. Và nếu biết cách tận dụng đúng cách thì chỉ cần với tạ đơn thôi, chúng ta cũng có thể tập lưng một cách cực kỳ hiệu quả rồi. Ngay bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách mình sử dụng tạ đơn để tập một buổi tập lưng trông nó như thế nào nhá. Trong buổi tập lưng ngày hôm nay thì mình sẽ dùng tạ đơn để tập các bài sau. Thứ nhất sẽ là deadlift, chuyển sang bài thứ hai là pendlay row, bài thứ ba là incline dumbbell W raise, bài thứ tư sẽ là pullover, bài thứ năm là one arm row, và cuối cùng chuyển sang bài thứ sáu chúng ta sẽ có là dumbbell squat. Ok, và nếu mọi người đã sẵn sàng rồi thì chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm buổi tập lưng này. Và với bài đầu tiên chúng ta sẽ có 10 cái deadlift. Với tạ đơn thì các bạn không cần nhất thiết phải để tạ ở phía thẳng trước mặt như khi mình cầm thanh đòn, có thể để tạ trên ngang người một chút, giữ bả vai ra sau, thẳng ngực, gồng chắc bụng rồi đạp gót chân kéo tạ lên. Vừa kéo tạ lên, vừa đưa hông tiến lên phía trước. Cũng như deadlift với thanh đòn thì đây là một động tác compound sẽ giúp mình tấn công được rất nhiều cơ bắp ở lưng, từ xô, strap, lưng giữa và đương nhiên là cả chân mông nữa. Vẫn là một bài tập rất toàn diện cho cả cơ bắp và sức mạnh. Tiếp tục với động tác thứ hai là dumbbell pendlay row 12 rep. Bắt đầu ở vị trí tương tự như deadlift, nhưng thay vì kéo tạ hẳn lên thì mình sẽ đẩy mông ra sau và giữ cho người gần như song song với mặt đất, sau đó kéo tạ lên. Các bạn để ý là giữ cùi chỏ sát người, kéo sâu qua hông, đừng để cùi chỏ chĩa ra ngoài. Mỗi rep pendlay row mình sẽ reset tạ ở mặt đất, thế nên sẽ không có một chút đà nào cả. Điều này sẽ giúp mình trở nên explosive hơn, phát triển sức mạnh một cách hiệu quả. Vùng xô cũng như vùng strap sẽ được kích hoạt rất nhiều để thực hiện động tác này. Chuyển sang bài tiếp theo, mình sẽ có incline dumbbell W raise. Bài này mình sẽ thực hiện 15 cái. Chọn một mức tạ vừa phải, nằm úp ngực lên ghế nghiêng, chân chống vững xuống mặt đất, sau đó gập cùi chỏ, giữ tạ song song với mặt đất, rồi từ từ đưa tạ lên xuống thật kiểm soát. Như các bạn có thể thấy thì khi đưa tay lên, tay với đầu tạo thành hình chữ W, thế nên bài tập này mới có tên như vậy. Và bài này sẽ giúp mình tấn công phần strap, phần trên của lưng. Động tác thứ tư sẽ là dumbbell pullover 10 rep. Tựa vai lên thành ghế, hạ hông xuống thấp một chút để xô có thể được kéo căng hơn, sau đó cầm tạ đưa ra sau đầu, đến khi căng hết cỡ thì kéo tạ lại. Một điểm các bạn cần chú ý ở đây là cùi chỏ sẽ hướng ra ngoài một chút để hướng áp lực lên xô nhiều hơn. Bài tập này với một số thay đổi nhỏ cũng có thể trở thành một bài tập ngực được luôn, nhưng để dành cho video khác mình sẽ chỉ sau cho mọi người. Video hôm nay của chúng ta là tập lưng mà.
Tiếp tục bài thứ 5 là One Arm Row, 10 rep mỗi tay. Nếu các bạn tập bên trái trước thì tay phải, chân phải đặt lên ghế, chân trái duỗi thẳng dưới đất và tay trái đương nhiên là cầm vào tạ để kéo. Tưởng tượng như đang có một sợi dây kéo cùi chỏ ra sau vậy. Bài này sẽ giúp các bạn tấn công phần xô, tạo độ rộng cho lưng. Và dĩ nhiên là không có bài tập lưng nào chỉ tập vào một nhóm cơ cả. Strap lẫn rhomboid cũng sẽ được kích hoạt. Đưa tạ sang bên kia và thực hiện 10 rep tương tự cho bên còn lại. Kết thúc dumbbell one arm row thì sẽ đến với bài cuối cùng là dumbbell squat 25 rep. Cầm tạ đứng thẳng, đưa bả vai ra sau rồi từ từ đưa vai lên kéo tạ. Khi kéo lên, các bạn hãy dừng lại một chút trước khi hạ tạ xuống để cảm nhận cơ bắp tốt hơn. Lên xuống thật từ tốn kiểm soát và đừng quên gồng bụng nhé. Có rất nhiều người tập bài này vào buổi vai nữa thì mình thấy cũng được vì nó không hề khó và cũng không tốn của chúng ta quá nhiều sức. Mặc dù vậy, nếu tập cùng buổi lưng thì cảm nhận của cơ bắp sẽ tốt hơn vì mình đã làm nóng qua các bài tập trước rồi. Mọi người thấy sao về buổi tập lưng này? Hãy tập ít nhất 3 vòng như mình đã tập ở trên để có đủ cường độ cho một buổi tập lưng hoàn chỉnh nhé. Sau khi trải nghiệm xong buổi tập thì mọi người đừng quên comment lại cảm nhận của mình ở phía dưới để cùng nhau chia sẻ. Như các bạn đã thấy thì nếu có thể tận dụng được tạ đơn, chúng ta cũng có thể tập được rất tốt. Mới đây mình cũng làm một video tập tay trước với tạ đơn, các bạn có thể xem lại ở đây hoặc tìm link ở phía dưới phần mô tả. Và nếu các bạn muốn mình tiếp tục có những video tạ đơn tương tự cho các nhóm cơ khác thì hãy nói cho mình biết ở phía dưới phần bình luận và chính các bạn sẽ trở thành người quyết định nội dung đấy. Và chỉ vậy thôi. Cuối cùng như thường lệ, đừng quên like cũng như subscribe để tiếp tục luyện tập cùng Xin Phạm.